Câu lạc bộ Borussia Dortmund đã xác nhận Manchester United là đội bóng có liên hệ với Jadon Sancho. Mặc dù vậy, họ vẫn chưa nhận được lời đề nghị nào từ phía Quỷ Đỏ. Bên cạnh đó, đội bóng vàng đen cũng khẳng định họ không có ý định giảm mức giá 100 triệu euro cho cầu thủ mang áo số 7 của mình. Trong khi đó, Sky Sports đưa tin Quỷ Đỏ thành Manchester bất ngờ ngỏ ý chiêu mộ tiền vệ trẻ Federico Valverde của Real Madrid. Cầu thủ 21 tuổi đang được Real gài điều khoản phá vỡ hợp đồng lên đến 448 triệu bảng và đó sẽ là rào cản với đội chủ sân Old Trafford. Giám đốc thể thao của Boca Juniors là Jorge Bermudez vừa xác nhận đội bóng của mình đang tiến rất gần đến chữ ký của Edinson Cavani, người đang bị thất sủng ở PSG và sẽ đàn hợp đồng với đội bóng Pháp vào mùa hè năm nay. Trước đó, Cavani được tin là sẽ cập bến Atletico Madrid, nhưng Juan Román Riquelme cùng Diego Forlán là những người đã tác động để tiền đạo 33 tuổi đổi ý. Ở một thông tin khác, Henrik Mkhitaryan đang bày tỏ nguyện vọng muốn gắn bó với AS Roma. Bản hợp đồng cho mượn của anh từ Arsenal sẽ kết thúc vào cuối mùa giải này, nhưng cầu thủ người Armenia tin rằng tương lai của anh không còn ở Emirates. Khúc mắc ở chỗ, Arsenal muốn bán đứt Mickey với giá 18 triệu bảng, trong khi Roma chỉ muốn trả số lẻ là 8 triệu mà thôi. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã quyết định cắt giảm 50% lương của các nhân viên, trong đó bao gồm cả huấn luyện viên trưởng Akira Nishino. Hiện tại, mức lương của nhà cầm quân người Nhật Bản là 80.000 đô la Mỹ một tuần. Đây là mức lương kỷ lục mà bóng đá Thái Lan dành cho một huấn luyện viên ngoại. Khi bị cắt giảm, mỗi tuần ông Nishino sẽ tổn thất 40.000 đô la Mỹ. Covid-19 khiến ông Nishino bị giảm lương, nhưng một đồng nghiệp khác gồm còn bị mất việc. Cụ thể, huấn luyện viên Oscar Tavares đã bị Liên đoàn bóng đá Uruguay sa thải, không phải vì chuyên môn, mà là để đảm bảo sức khỏe cho nhà cầm quân 73 tuổi này cùng 400 nhân viên khác. Mọi hoạt động của Liên đoàn bóng đá Uruguay cũng đang phải tạm dừng để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Ông Tavares đã có 14 năm gắn bó với Uruguay trong hai giai đoạn, giúp đội bóng này một lần vô địch Nam Mỹ và 3 lần giữ World Cup. Lionel Messi cuối cùng cũng lên tiếng để chấm dứt các tin đồn về việc anh và các đồng đội không chấp nhận thay đổi lương trong giai đoạn dịch bệnh bùng nổ. Trên trang cá nhân, siêu sao người Argentina khẳng định anh cùng các đồng đội sẽ giảm 70% lương để giúp Barca trong giai đoạn khó khăn của dịch bệnh hiện tại. Messi cũng nhấn mạnh anh cùng các đồng đội không chỉ giảm lương mà còn hỗ trợ để các nhân viên của Barca có 100% lương trong thời gian này. Ban lãnh đạo Manchester City đã cho phép cơ quan dịch vụ y tế quốc gia Anh là NHS toàn quyền sử dụng cơ sở vật chất của sân Etihad trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19. Sân đấu bao gồm các phòng hội nghị, phòng điều hành kỹ thuật, nhà kho và cả mặt sân Etihad đều có thể huy động nếu cần tập trung diễn tập các tình huống chống dịch quy mô lớn. Chính quyền thành phố Manchester và lãnh đạo NHS lập tức chấp nhận lời đề nghị của Man City. Hiện tại, NHS đang lên kế hoạch cụ thể về việc sử dụng sân Etihad trong chiến dịch chống Covid-19. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, tiền đạo của LA Galaxy đã đăng tải đoạn clip để cảm ơn những nhân viên y tế đã dốc sức vì cộng đồng. Tôi muốn cảm ơn những con người đặc biệt, tất cả bác sĩ, y tá và tất cả những người đang chăm sóc sức khỏe, chúc cho mọi thứ trở lại bình thường và kiểm soát tình hình hiện tại. Tôi xin cảm ơn từ đáy lòng của mình.
Mới đây, theo Chủ tịch câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, ông Nguyễn Hồng Thanh cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã phê duyệt dự án cải tạo mặt cỏ cùng hệ thống chiếu sáng trên sân Vinh với kinh phí lên đến 24 tỷ đồng. Theo dự tính, để nâng cấp sân Vinh một cách toàn diện nhất sẽ mất ít nhất 4 đến 5 tháng, nhiều khả năng phải đợi đến mùa giải 2021. Sông Lam Nghệ An mới được thi đấu trên mặt sân mới. Trước mắt, nhà tài trợ vừa cấp cho câu lạc bộ 300 triệu đồng để cải tạo tạm thời trên mặt sân Vinh. Dự kiến, việc cải tạo này mất tới 30 hoặc 45 ngày. Chính vì vậy, Sông Lam Nghệ An sẽ phải chọn sân trung lập làm sân nhà và nhiều khả năng sẽ là sân Thanh Hóa.